Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Inac Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái bộ sen tắm âm tường. Thì cái bộ sen tắm âm tường này có cái mã hiệu là BFV 7-11S EVK. Thì cái sen âm tường này nó có hình dạng gần giống như ngoài hộp này. Nó sẽ có hai đường nước các bạn. Cho một cái là cho tay sen, một cái sen tròn. Thì cái tay sen hơi đặc biệt là nó tròn. Đó. Thì Inac cũng có rất là nhiều cái bộ âm tường khác nữa. Thì chúng ta có thể ngoài chúng ta tham khảo mẫu này, chúng ta có thể tham khảo những mẫu khác, ví dụ như gắn trên trần hay là bộ nó có bát sen vuông ha. Thì đó là sẽ có mã hiệu khác nhau. Và cái sản phẩm này thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải làm từ lúc chúng ta đang còn phần thô, ví dụ như chưa ốp gạch, hoặc là nếu mà chúng ta tường 10 thì chúng ta phải xây tường 20 để chúng ta chạy cái con này. Và cái này thì chúng ta lưu ý là nó chỉ có những cái bộ phận là như vòi, tay sen, van, chứ nó không có cái các ổng nước nóng mà để kết nối với nhau ha. Cái đó thì chúng ta phải tự chuẩn bị. Thì đó những điều cơ bản như vậy. Thì tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm này ra để chúng ta xem cái sản phẩm bên trong. Thì cái sản phẩm này thì tương đối là đặc biệt, đó là không có nhiều công trình sử dụng lắm, vì nó là hơi phức tạp, là chúng ta phải làm từ phần thô. Thì đây nó có một cái phiếu có cái bảng vẽ kỹ thuật, thì tôi cho chúng ta xem qua đây. Cái bộ phận này là nó âm bên trong các bạn đó. Đó. Còn cái đây cách lắp đặt chúng ta xem qua ha. Đó. Thì đó, chúng ta xem qua cái cách lắp đặt ha, để chúng ta để làm. Thì chúng ta nên xem hướng dẫn này trước. Tôi sẽ lấy các bộ phận ở trong đây ra để chúng ta tương đối nhiều bộ phận các bạn, vì nó là thiết bị âm tường nên lắp đặt á, chúng ta cũng phải đòi hỏi là phải có những cái người có cái đội kỹ thuật chuyên lắp cái bộ này, vì nó tương đối phức tạp và chúng ta làm không cẩn thận thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng có thể bị chảy nước hoặc rò rỉ nước trong tường, thì thực sự lúc đó thì rất là khó ha. Thì trong cái hộp này nó sẽ có ba cái hộp nhỏ khác nhau ha. Tôi sẽ mở từng cái sản phẩm này ra chúng ta xem. Đầu tiên là nó có cái bộ phận này. Bộ phận này á, là nó để kết nối âm tường cho để cấp nước cho cái tay sen nha bạn. Tôi hồi nãy tôi nói là nó tương đối đặc biệt, nó tròn gã sen ha, dây sen. Cái này là có nghĩa là bộ phận này là của cái sen nè, cái tay sen. Tương đối nó nhiều bộ phận quá. Và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta lúc nhận hàng á, chúng ta cũng phải kiểm tra kỹ, vì thiếu một bộ phận thì có thể là nó sẽ không lắp đặt được. Cái này là cái mặt, cái mặt của cái âm tường là cái van á. Đây cái tay nè. Thiết bị chuyển hướng nè. Số cái phụ kiện cái này để chúng ta lúc ta thi công. Còn khác cái này bộ phận âm tường. Chúng ta nói chung là chúng ta nếu mà không rành kỹ thuật chúng ta xem qua thì nó hơi khó hiểu. Cái này cái đường này là nó cơ bản chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ cấp một đường nước nóng và nước lạnh đây nè. Còn cái này cấp lên sen cây nè. Còn cái này cấp vô tay sen ha. Bộ phận này là bộ phận chuyển hướng nè, một bộ phận này là trục nước. Nếu chúng ta hiểu qua thì nó sẽ được như vậy. Cái bộ phận cuối cùng thì chắc chắn là máy sen ở trên trần.
cái trục này là nó che một cái chân sen gắn trên trần các bạn. Còn cái cần này là cái cần đưa từ tường ra ra cho cái mắt sen. Và cái cuối cùng là cái mắt sen. Cái máy sen này á, thì nó tương đối đặc biệt. Thường thì các máy sen á, tôi cảm giác như nó làm kim loại rất là mỏng, nhưng mà máy sen thì rất là nặng các bạn. Máy sen này cực kỳ nặng luôn, nên chất liệu ở đây là tôi đoán là chất liệu bằng đồng và rôm, rất là sáng bóng, và các chân bằng nhựa cao su. Mặt sau này nó cũng được mạ sáng bóng nè, rất là sáng bóng luôn. Và cái máy này có cái kích thước là khoảng 200 nha bạn, kích thước 200. Và cái bán này chúng ta vẫn có thể quay đi quay lại được, di chuyển được, chuyển hướng được ha. Thì đây là tổng quan hầu hết các bộ phận ở trong cái sen này. Chúng ta sẽ xem qua một lần để chúng ta có thể lúc mà chúng ta nhận hàng chúng ta xem qua ha. Đây, đây là cái cụm của máy sen trần nè. Cái này cái cụm của tay sen nè, gã sen. Cái này bộ phận trộn nước và chuyển hướng đó. Nó có các bộ phận sau đây. Nó có cả cái lục giá chúng ta đi kèm để chúng ta lắp đặt. Còn cái những cái đường kết nối chúng ta không có, thì đó là cái bộ đầy đủ ha. Thì cái máy sen này á, chúng ta lưu ý á, là nó chỉ có hai đường nước là cho tay sen và sen trần. Ở Việt Nam mình thì hay có thói quen là sự thích xả vô xô vô chậu nữa, thì cái này thì không có bộ phận đó, chúng ta lưu ý để chúng ta chọn sản phẩm ha. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm Inac chính hãng, đang được cung cấp ở đại lý Inac Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán của những đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.